Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Rồi ok anh em này, hôm nay mình lại tiếp tục vào đây để chiến con game Ewin anh em ạ. Con game Ewin này thì nó cũng như các con khác thôi. Nó cũng tài xỉu sóc đĩa rồi thì ba cây tá là các thể loại anh em ạ. Và đặc biệt hôm nay mình mang vào ra sân với đội hình là 19 củ 669k đúng không anh em. Thì mình hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình đặc biệt đó là quầy hũ anh em nhá. Đấy. Vào để xem con hũ nào cảm thấy nó bắt mắt thì mình chiến thôi đúng không anh em. Rồi. Thực ra thời tiết hôm nay thì khác mọi hôm một chút xíu anh em ạ. Đấy. Đó chính là hôm nay nó lại có mưa mà thật sự anh em là mưa rơi rất nhiều luôn. Mình vào làm quả phá băng này đi anh em nhá. Mưa thì làm gì ở mình làm gì có chuyện mưa tuyết mà bảo là sợ đóng băng đúng không anh em. Phá luôn băng này mang vào sân và chiến thử thách mắc luôn anh em nhá. Một củ một lệnh quay. Trước khi đến với lệnh quay đầu tiên thì anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhá. Rồi bắt đầu chiến dịch quay hũ. Đã đứt một củ. Sút. Ui vãi lìn này. 5 củ này. 5 củ tư. Đấy, ngon chưa anh em. Khi mà nó hút thì 5 củ tư thì rất là thuận đúng không anh em. Như 2, 3 tay lời được 4 củ nhưng thật sự 2, 3 tay thôi là lại nguyên nồi anh em ạ. Đấy, như đây lại về máng lợn rách rồi anh em này. Định mệnh nó quả sau bú phát có khi mẹ chốt luôn anh em ạ. Đấy, làm 2 củ. Tiếp tục đặc biệt 4 củ này. 5 củ này. Vãi trưởng. Nhìn phê cho anh em. Tiền vào nó phải tầm cỡ đúng không anh em. Lúp lúa ngay. Đấy, lại trở về máng lợn ngay. Về ngay máng lợn rách anh em ạ. Lúp mình cứ nghĩ là to thôi nhưng thực ra nó cũng không to đâu anh em ạ. Bởi vì mình mỗi một lệnh của mình là một củ bạc rồi. Ai quả này làm gì đây. 2 củ vẫn đang âm. Cày anh em nhờ. Cày nhờ. Làm khoảng 6-7 củ mà 3 củ 6. Đấy bây giờ vẫn ở cái máng lợn rách này. Phải lìn có củ 2 này. Ai trao được củ 4 này. Win tiếp này. 2 củ 6 này. Tiếp phát nữa đấy. Tiếp phát nữa này. 4 combo này. Ui. 3 củ. Và Aileen ăn thì chờ rất lâu. Nghe có vẻ rất là gì. Quay lại bấm đúng 2 tay. Hết luôn này. Cày thật. Vẫn đang nồi cày thế nhở. Sập phát nữa ngon lại. Sập phát nữa này. Mấy cái ô tô này ghẻ quá anh em ạ. Mấy ô tô quá ghẻ luôn. Đấy. Ôi mấy đôi giày này cũng không thua này. Mấy đôi giày kiểu như thượng đình anh em ạ. Không ra một cái thể thống công rãnh gì. Đấy. Làm 2 củ 7 này nó mới chất này. Tiếp tục này. Đột phá quả này cao cao mà. 3 củ. Đấy nó phải thế đúng không anh em. Phải thế nó mới có khi thế chứ. Tiếp tục này. Đột phá phát nữa đấy. Ui. Ui lỗ anh em ạ. Tay này lỗ. Tay này lỗ nặng này. Đấy. Nó phải thế đúng không anh em. Tiếp tục lại. Ui vãi lìn đôi giày mà nằm ở đây thì thôi hết nước chấm luôn. Vãi lìn hiện tại đang được 4 củ đấy anh em ạ. Còn 3 này.
còn 2 này, còn 1 này, trở về máng lợn này. Phát này ấy là phát trở về máng lợn nhưng mà lại bú rồi. Tạm được đúng không anh em? Tiếp tục vậy. Đấy, vãi lìn đặc biệt rồi, 4 củ này, 5 củ này. Đấy, lên 5 củ 1 ngón đấy nhá. Thôi khả năng là mình làm 5 củ thôi anh em nhá. Đấy 19 bây giờ lên 24 làm 5 củ anh em ạ. Rồi kết thúc video thôi anh em nhá. Ok, mình sẽ chốt lời 5 củ. Chúc tất cả những em nào quay theo cái chiến thuật của mình thì chúc anh em quay nổ liên tục, big win, đột phá liên tục anh em nhá. Anh em xem mà cảm thấy nó ok, cảm thấy tham khảo được ấy thì đừng quên hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để ủng hộ kênh cho mình em nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.